Sau tang lễ của cố nghệ sĩ chí tài, danh hài Trường Giang khóc nghẹn khi đang trình diễn trên sân khấu. Sau lễ viếng và tang lễ cố nghệ sĩ chí tài diễn ra vào ngày 12 tháng 12, các nghệ sĩ đã kìm nén sự mất mát, đau thương để quay trở lại cùng quay công việc hàng ngày. Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau một đoạn clip nghệ sĩ Trường Giang trình diễn trên sân khấu. Anh đang giao lưu với khán giả và hát nhưng không thể kìm được những giọt nước mắt vì tiếc thương cho người đàn anh chí tài. Được biết sự kiện này diễn ra vào tối ngày 13 tháng 12. Và theo kế hoạch trước đó, Trường Giang sẽ có tiết mục trình diễn cùng cố nghệ sĩ. Theo đó, sự kiện này kéo dài nhiều ngày với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Trường Giang và có cố nghệ sĩ chí tài cũng nằm trong danh sách nghệ sĩ khách mời và đã có đêm diễn ở sự kiện này vào ngày 7 tháng 12. Sau sự kiện trên khoảng 2 ngày, thì chiều ngày 9 tháng 12 cố nghệ sĩ chí tài đã đột ngột ra đi vì đột quỵ. Sau sự ra đi bàng hoàng đau xót của cố nghệ sĩ, ban tổ chức của sự kiện trên đã có một nghĩa cử cao đẹp. Trên tấm poster cũ, ở vị trí trước đó của cố nghệ sĩ chí tài nằm giữa Trường Giang và Lệ Thủy, họ đã cho ẩn hình chú đi như một cách bày tỏ lòng tôn trọng với người đã khuất. Thay bức ảnh của cố nghệ sĩ là một bó hoa hướng dương rực rỡ được dán chồng lên như tượng trưng cho người đã ra đi. Hoa hướng dương tượng trưng cho niềm vui, niềm lạc quan, luôn hướng về mặt trời, đúng như những niềm vui mà cố nghệ sĩ đã mang đến cho chúng ta suốt nhiều thập niên qua. Sự ra đi của nghệ sĩ chí tài đã làm hàng triệu khán giả trong nước lẫn cộng đồng người Việt ở hải ngoại không khỏi tiếc thương. Trường Giang khóc nức nở đưa tiễn nghệ sĩ chí tài, hàng trăm nghệ sĩ ai cũng nghẹn ngào không kìm được nước mắt. Sáng sớm ngày 12 tháng 12, linh cữu nghệ sĩ chí tài được đưa từ trung tâm pháp y đến nhà tang lễ quốc gia phía Nam tại số 5 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành làm lễ viếng và đưa tiễn sang Mỹ. 9 giờ 40 phút linh cữu của cố nghệ sĩ đã đến nhà tang lễ, người hâm mộ và bạn bè chuẩn bị vào viếng. Từ sáng sớm, hàng trăm nghệ sĩ như Nhã Phương, Trường Giang, Thu Trang, Tiến Lục, Lan Ngọc, Ngô Kiên Huy đã có mặt. Và nghệ sĩ ăn mặc trang trọng với áo trắng hoặc áo đen để tiễn biệt cố nghệ sĩ chí tài, không quên đeo khẩu trang trong mùa dịch. Trường Giang liên tục rơi nước mắt, anh và vợ, diễn viên Nhã Phương cùng vào nhà tang lễ để nhìn mặt đàn anh lần cuối. Mắt Trường Giang sưng húp vì khóc tiếc thương đàn anh suốt nhiều ngày qua. Lúc hay tin nghệ sĩ chí tài mất, Trường Giang đã ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Anh không đứng nổi, phải dựa người vào tường. Quá đau đớn khi hay tin người anh, người thầy thân thiết nhất của mình ra đi đột ngột. Ngoài nghệ sĩ Hoài Linh, thì nghệ sĩ chí tài chính là người đã dìu dắt Trường Giang từ những ngày đầu vào nghề. Diễn viên Thu Trang đã đến an ủi Trường Giang khi thấy anh khóc rất nhiều. Nhã Phương cũng không nén được đau thương, ôm chặt Trường Giang. Hoài Linh cũng được hộ tống vào nhà tang lễ từ sáng sớm. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ, nghệ sĩ chí tài yêu mến và thường trêu chọc cô ở hậu trường. Cô cho biết trong thời gian quay phim trúng số, nghệ sĩ chí tài luôn đàn hát dù lịch quay khá dày. Ca sĩ Nhật Kim Anh có mặt tại nhà tang lễ. Với nữ nghệ sĩ, chí tài là người anh lớn trong nghề. Cô còn kính trọng anh chí tài bởi sự chân thành trong cuộc sống. Vợ chồng diễn viên Kha Ly, Thanh Duy vô cùng bàng hoàng trước tin nghệ sĩ chí tài ra đi. Nghệ sĩ Trung Dân cũng đến viếng danh hài chí tài. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra, các nghệ sĩ và người hâm mộ tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và tự bảo vệ an toàn cho bản thân khi đến lễ viếng. Phát biểu trong lễ di quan của nghệ sĩ chí tài, nghệ sĩ Hoài Linh bật khóc nghẹn ngào. Sự ra đi đột ngột của anh con là nghệ sĩ chí tài để lại sự đau buồn. Nhưng trong niềm tin phục sinh của Chúa, anh con là người của Thiên Chúa. Được Chúa ban ơn để giờ phút này anh được ấm áp trong vòng tay yêu thương của bạn bè, của tất cả người thân yêu của anh, những đồng nghiệp, những bà con khán giả đang ở ngoài kia. Thay mặt gia đình, con xin cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện cho chúng con làm tang lễ cho anh con. Con xin chân thành cảm ơn Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Lãnh sứ quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh sứ quán Việt Nam tại San Francisco, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các cấp chính quyền địa phương của quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp và nhà tang lễ quốc gia phía Nam. Cảm ơn Việt Hương, Hoài Tâm, Hoài Phương, các em đã tận tình làm từng giấy tờ để đưa anh Tài về Mỹ nhanh chóng và gọn gàng. Cảm ơn toàn thể quý vị, xin quý vị cho con rớt một giọt nước mắt ở đây, con đã kiềm chế nhiều lắm rồi. Giờ con chỉ xin rớt một giọt nước mắt để chào người anh của con ra đi không trở về nữa. Với Phương Loan, vợ của nghệ sĩ chí tài, em luôn là người sát cánh cùng với anh Tài trên mọi nẻo đường. Dù không lộ diện nhưng lúc nào em cũng thương và lo lắng cho anh Tài từng ly từng tí. Bây giờ anh Tài đã nằm xuống rồi, thay mặt anh Tài, anh cảm ơn em.
Nghệ sĩ Hoài Linh gửi lời cảm ơn đến những đồng nghiệp từng hợp tác với nghệ sĩ Chí Tài. Cảm ơn khán giả. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng xin 2 phút để quỳ trước linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài. Ngày hôm nay chúng em quỳ ở đây để tiễn đưa anh một lần và vĩnh viễn không bao giờ có lần hai. Hơn 20 năm chúng ta làm việc với nhau, anh đã thương yêu, an ủi chúng em rất nhiều. Nên vì xa xôi cách trở, chúng em không thể về Mỹ tiễn đưa anh được. Anh ơi, em nhớ anh, em lúc nào cũng nhớ anh. Lời chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh khiến ai cũng xúc động bật khóc. Đặc biệt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người đồng nghiệp thân thiết của hai nghệ sĩ, cho biết sức khỏe của Hoài Linh hiện không cho phép anh xuất hiện ở những nơi đông người hay làm việc quá sức, nhưng nam danh hài vẫn lo liệu chu toàn cho tang lễ của người anh thân thiết của mình. 17 giờ 45 phút, nghệ sĩ Hoài Linh đã dẫn đầu đoàn, chắp tay cảm tạ khán giả, người hâm mộ đồng loạt vẫy tay chào cố nghệ sĩ Chí Tài. Diễn viên Nam Thư xúc động đến ngất xỉu bên linh cữu nghệ sĩ Chí Tài. Nhiều nghệ sĩ đã khóc nghẹn trong giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài. Là đàn em thân thiết với cố nghệ sĩ Chí Tài, diễn viên Nam Thư từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng chị rất buồn và rất sốc khi nghe tin đàn anh ra đi trong đúng ngày sinh nhật của mình. Trong tang lễ của đàn anh ngày hôm nay, diễn viên Nam Thư xuất hiện từ khá sớm, cô mặc áo dài trắng, thay mặt gia đình cúi chào tạ lễ với đoàn người đến thăm viếng cố nghệ sĩ Chí Tài lần cuối. Vì trong đám tang của cố nghệ sĩ Chí Tài xuất hiện nhiều người, khó tránh khỏi tình trạng hỗn loạn đông đúc. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Nam Thư cao có, khi thấy quá đông người chen lấn tạo cảnh tượng hỗn loạn trước cửa nhà tang lễ. Sự bức xúc khó chịu hiện lên rõ khuôn mặt nữ diễn viên. Trong buổi lễ viếng diễn ra tại nhà tang lễ, các nghệ sĩ như Trường Giang, Lâm Vĩ Dạ, Nam Thư đều mặc trang phục trắng, đeo tang đen để hỗ trợ ban tổ chức tang lễ tiếp đón khách đến thăm viếng. Hình ảnh Nam Thư lúc ở bên ngoài đón tiếp sắp xếp khách tới viếng. Theo thông tin từ những người có mặt tại khu vực diễn ra tang lễ, khi vào bên trong chia tay đàn anh lần cuối, Nam Thư đã quá xúc động và khóc tới ngất xỉu. Nhanh chóng cô được ra ngoài nghỉ ngơi, nhưng rất may là không có vấn đề lo ngại về sức khỏe, nên không lâu sau đó Nam Thư đã tiếp tục ra ngoài tiếp khách đến viếng. Trấn Thành và Harry Won đau buồn đến viếng nghệ sĩ Chí Tài. Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 12 tháng 2, đã có hàng trăm nghệ sĩ trong showbiz Việt đến đưa tiễn người đồng nghiệp thân thiết trước khi nghệ sĩ Chí Tài được di quan về Mỹ. Trấn Thành là một người em cực thân thiết với danh hài Chí Tài. Sự ra đi của đàn anh khiến Trấn Thành vô cùng suy sụp. Với vợ chồng Trấn Thành, nghệ sĩ Chí Tài là đàn anh mà họ vô cùng quý trọng. Nam MC cho biết nghệ sĩ Chí Tài chưa bao giờ nói xấu ai và cũng không giận đồng nghiệp nào quá lâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất.